Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV và tôi, Đặng Quốc Dũng, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi vị CEO, mỗi doanh nhân khi đến với chương trình của chúng tôi đều đem đến những câu chuyện rất thú vị, những chia sẻ mà có lẽ quý vị chỉ được lắng nghe khi theo dõi 30 phút của chương trình. Vậy câu chuyện ngày hôm nay sẽ là gì và bài học kinh nghiệm nào chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị? Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Với một gương mặt lạnh, trầm tính, nhưng khi tiếp xúc và làm việc với anh, bất cứ ai cũng cảm nhận được anh là một người rất dễ gần, luôn hết mình vì mọi người. Ánh mắt luôn chất chứa những trăn trở, lo âu. Với tâm niệm, sống là để báo hiếu cho bố mẹ, lo cho vợ con, rồi mới xây dựng sự nghiệp vững chắc. Anh tốt nghiệp Đại học Quốc gia khoa điện tử viễn thông năm 2003. Ra trường, trải qua rất nhiều công việc liên quan đến kỹ thuật. Với nền tảng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được cùng khao khát kinh doanh, năm 2007, anh quyết định cùng bạn thành lập công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ 30 triệu đồng vốn vay từ bạn bè, người thân. Trải qua những thăng trầm, từ một công ty nhỏ chuyên phân phối máy văn phòng, đến nay với cương vị tổng giám đốc điều hành, anh đã đưa FSI được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về số hóa tài liệu và chuyển đổi số với công nghệ hiện đại giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Đơn vị số 1 thị trường về lĩnh vực nhập khẩu, phân phối thiết bị máy scan chuyên dụng của các thương hiệu lớn như Bluetech, Ruby, SMA, Kodak. Mạng lưới hơn 500 đối tác, đại lý và hàng nghìn khách hàng lớn nhỏ trên toàn quốc với doanh thu trung bình hàng năm hơn 200 tỷ đồng. Anh chính là nhân vật của chương trình diễn đàn CEO VITV tuần này. CEO Nguyễn Hùng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI. Chắc hẳn qua đoạn phóng sự vừa rồi, quý vị đã phần nào hình dung ra nhân vật tham dự chương trình diễn đàn CEO của chúng tôi ngày hôm nay là ai. Xin được giới thiệu với quý vị ngồi bên cạnh tôi lúc này là anh Nguyễn Hùng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự chương trình diễn đàn CEO. Cảm ơn MC Quốc Dũng. Xin kính chào quý vị khán giả. Anh là một trong hai nhà sáng lập lên FSI. Vậy thì anh có thể chia sẻ cái cơ duyên nào gắn kết anh với FSI? Tôi học Đại học Quốc gia và ra trường năm 2003. Sau đó thì tôi có đi làm một số nơi. Tôi đã từng mở quán Internet và game online, kinh doanh. Tôi làm nhân viên kỹ thuật cho công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà, làm triển khai lắp đặt các thiết bị về công nghệ thông tin. Sau đó thì tôi cũng có một thời gian đi làm nhân viên kinh doanh bán máy photo cho công ty Tân Hồng Hà được khoảng 6 tháng. Sau đó thì tôi vào làm nhân viên kỹ thuật cho tổng công ty Mobifone. Sau đó thì đến năm 2007 thì tôi cùng với người bạn mở ra công ty FSI. Chuyên về kỹ thuật, chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh như vậy thì anh cảm thấy những cái gì là khó khăn với anh nhất? Làm kinh doanh thì mỗi doanh nhân đều có những cái khó khăn tương đối là giống nhau. Còn riêng đối với chúng tôi thì có một số cái điểm khác biệt là chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực về, bắt đầu là kinh doanh về thiết bị máy văn phòng. Và thứ hai là tôi là người xuất thân từ kỹ thuật, đi làm kinh doanh thì có những khó khăn riêng. Thì cái thời điểm đầu chúng tôi thấy khó khăn, có hai khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là làm thế nào để tìm ra được một cái sản phẩm, dịch vụ mà có cái lợi thế cạnh tranh để cung cấp cho thị trường. Và cái thứ hai là làm thế nào để bán được hàng. Làm như thế nào để anh khắc phục được những cái khó khăn đó? Ban đầu thì tôi và một anh bạn, mà bây giờ anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị, thì đã từng có một số kinh nghiệm trước khi mình mở công ty. Thì mình thấy rằng là thời điểm đấy thì máy tính thì người ta cũng mua bán tương đối nhiều và cái nhu cầu về máy văn phòng nó nhiều hơn. Đó, thì chúng tôi xác định là sẽ tìm cái sản phẩm trong lĩnh vực về máy văn phòng. Đó, thì trong quá trình là tìm kiếm trên thị trường cũng như là nhờ qua một số mối quan hệ thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái thương hiệu Canon là một cái thương hiệu mà được người tiêu dùng rất là yêu thích và khá là dễ bán.
đấy, và sản lượng tiêu thụ rất là lớn. Đó, thì chúng tôi bắt đầu là đi vào cái tìm hiểu dần để kinh doanh cái sản phẩm, các sản phẩm máy in, máy photo, máy fax, máy scan của thương hiệu Canon. Đó. Còn thứ hai là về cái yếu tố bán hàng thì giai đoạn đầu thì chúng tôi chỉ bằng, chủ yếu là bằng uy tín cá nhân. Đấy, và thứ hai là cũng có kêu gọi được một số anh em là làm kinh doanh cũng tương đối là giỏi để tham gia vào cái đội ngũ của mình, để mà họ cũng có cái kênh khách hàng sẵn rồi và có kinh nghiệm. Đó. Thì là anh em cùng nhau là phát triển cái thương hiệu Canon. Anh có thể chia sẻ về những cái thuận lợi cũng như là cái kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp mình đạt được ở cái thời điểm đó? Ở thời điểm đó thì nhu cầu về máy văn phòng vẫn còn khá là lớn. Đó. Và chúng tôi làm chọn là mảng phân phối, tức là bán sỉ, bán số lượng lớn. Thì trong khoảng 4 năm đầu tiên thì chúng tôi thấy rằng là cái công việc về bán hàng nó cũng diễn ra cũng gặp nhiều thuận lợi. Tất nhiên cũng có những cái khó khăn của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đấy, nhưng mà so với nhiều đơn vị khác thì là cũng có nhiều thuận lợi. Cho nên là chỉ trong vòng 4 năm thì doanh thu của công ty đã tăng lên mức khoảng 150 tỷ vào năm 2011. Với khoảng 500 khách hàng đại lý, đối tác phân phối ở trên toàn quốc, và lúc đấy công ty cũng có khoảng 60 nhân sự. Vậy thì những bước tiếp theo anh sẽ phát triển và điều hành doanh nghiệp của mình như thế nào khi mà công ty đang có khá nhiều thuận lợi và thành công như vậy? Thực ra đến năm 2011 thì lúc đấy thì đang cái đà tăng trưởng khá là nhanh. Tuy nhiên là nó cũng gặp những cái khó khăn là cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt ở trên thị trường, bởi vì sản phẩm máy văn phòng là một sản phẩm khá là phổ biến. Và chúng tôi chỉ là một đại lý là cấp 2, tức là phải nhập khẩu qua một cái công ty là tổng phân phối, thì cái mức lợi nhuận là nó khá là thấp. Thứ hai là mình không có sự khác biệt, bởi vì có nhiều đại lý có những sản phẩm giống như mình. Đó, thành ra là cái lợi nhuận nó cứ giảm dần và cái sự cạnh tranh nó lớn. Thì chúng tôi mới bắt đầu là tính toán đến cái việc là phải tìm kiếm những cái sản phẩm mới, những cái giải pháp mới để mà có cái sự khác biệt, để có cái tính cạnh tranh ở trên thị trường. Là cái sự cạnh tranh từ thị trường, và anh lại phải đi tìm một cái giải pháp mới, đó là một cái sản phẩm mới có tính thị trường mà thu hút nhiều hơn. Vậy thì nó là sản phẩm gì, và cái sự thay đổi này của anh nó có mang đến cái sự thành công tiếp theo hay không ạ? Thì cùng với việc là những cái dòng sản phẩm máy văn phòng bán nó giảm đi, thì chúng tôi phân tích các cái dòng sản phẩm tiêu thụ hàng năm thì thấy rằng là có một cái dòng sản phẩm mà có lợi nhuận rất là cao, đó là những cái dòng máy scan chuyên dụng. Đấy, tức là những dòng máy quét mà có cái tốc độ quét nhanh. Đấy, và có nhiều cái chức năng lợi ích đi kèm theo. Là ví dụ như bình thường là máy in thì lợi nhuận gộp chỉ được khoảng 2%. Thì những cái dòng máy scan chuyên dụng đấy lợi nhuận có thể gấp 10 lần. Đó, thì chúng tôi thấy rằng như vậy là mình nên tập trung vào dòng sản phẩm này. Là thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi thấy rằng là chúng tôi có lợi thế là cái kênh phân phối là rất là rộng. Đấy, và có kinh nghiệm về quản lý phát triển thị trường. Đấy, thì tại sao mình lại không trở thành nhà nhập khẩu sản phẩm? Đấy, thay vì là phải đi nhập lại qua một cái tổng phân phối để bán thì cái lợi nhuận nó sẽ không còn, và quan trọng là mình không thể kiểm soát được cái giá bán ở trên thị trường là rất là cạnh tranh và có cái rất hay bị bán phá giá. Đấy, thì từ việc đó thì chúng tôi bắt đầu là liên hệ và đàm phán với một số hãng máy scan ở nước ngoài để trở thành nhà nhập khẩu trực tiếp. Thì công ty đã có rồi, vậy thì cái nguồn tiêu thụ anh làm như thế nào để phân phối cũng như tiêu thụ được các cái sản phẩm mà anh nhập về ạ? Chuyển từ máy bán máy in sang máy scan. Máy scan là một sản phẩm là ví dụ máy in chỉ 2-3 triệu một chiếc, thì máy scan có khi là 20-30 triệu. Thì sản phẩm nó đắt hơn và nó khó bán hơn rất là nhiều. Thứ hai là trước đây là mình chỉ là đại lý bán lại, thì bên tổng phân phối người ta làm thương hiệu và làm marketing và mình chỉ phải đi bán thôi. Đấy, nhưng mà khi mà mình làm độc quyền phân phối một cái thương hiệu hoàn toàn mới tinh thì đầu tiên mình phải làm hình ảnh, mình giới thiệu về cái thương hiệu sản phẩm đấy đến thị trường và người tiêu dùng. Đấy, thì những cái việc đấy là ban đầu chúng tôi bỡ ngỡ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Là một cái khó khăn mà bên công ty mình phải đối mặt đúng không ạ? Vâng, đúng anh thế. Anh giải quyết nó như thế nào? Thì cách làm của chúng tôi là một là mình hợp tác với hãng đấy, để mà hãng người ta chia sẻ cho những cái kinh nghiệm về mặt phát triển thị trường ở các quốc gia khác. Đấy, cái lộ trình như thế nào, định vị giá như thế nào, phát triển hệ thống kênh phân phối như thế nào, đấy, xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh như thế nào, đấy, xây dựng quy trình bán hàng như thế nào, đấy, là cái thứ nhất.
Thứ hai thì là mình cũng học hỏi từ các cái đối tác mà mình đã có trước đây về làm thương hiệu Canon, về cái cách thức làm các cái chương trình marketing và truyền thông. Đấy, cho nên là cái việc tiêu thụ sản phẩm khi mà chúng tôi bắt tay vào là phân phối độc quyền thì hãng cũng yêu cầu phải cam kết doanh số hàng năm. Đấy, thì trong suốt từ 2011 đến bây giờ thì năm nào thì chúng tôi cũng hoàn thành cái doanh số cam kết với hãng. Thuận lợi đối với riêng sản phẩm máy scan thôi. Còn về tổng thể thì khi mà chuyển đổi sang một cái sản phẩm mới, một cái thị trường mới thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì là khi mà kinh doanh sản phẩm máy văn phòng thì là cái sản lượng bán rất là nhiều, doanh thu lớn. Thì khi mà mình chuyển đổi sang một cái sản phẩm mới thì doanh thu nó giảm đi. Đấy, giảm đi, thậm chí là giảm rất là nhiều. Đấy, thì doanh thu giảm xuống thì ngân hàng họ cũng giảm cái số vốn cho vay. Thứ hai là về cái công nợ. Trước đây mình làm với nhà phân phối, tổng phân phối thì họ cho mình cái công nợ phải thu, công nợ phải trả nó khá là lớn. Thì bây giờ họ, mình không bán nhiều nữa thì họ lại không cho nợ nữa. Đó, thì như vậy là nó hụt mất cái dòng vốn lưu động. Đấy. Cái hệ thống ngân hàng nó cũng khủng hoảng, rất nhiều ngân hàng sắp nhập vào với nhau. Đấy, thì tôi còn nhớ là thời đó thì chúng tôi có vay ngân hàng Habubank. Là thì họ lại bị sáp nhập vào ngân hàng SHB. Thì là toàn bộ cái khoản vay 5 tỷ của chúng tôi ở bên đó là phải trả hết. Không còn vay được một đồng nào nữa. Rồi ý là ở cái thời điểm đấy thì có những cái thông tin rất là xấu về FSI ở trên thị trường. Thì thông tin thì tam sao thất bản, thành ra là các đối tác ở trên thị trường lại nghe được những thông tin rất là dữ. Ví dụ như là họ bảo là FSI dạo này là không trả được công nợ, FSI nợ lương, FSI sắp phá sản rồi. Đó. Làm như thế nào để anh có thể trải qua cái giai đoạn đầy khó khăn như vậy? Triển khai một số biện pháp. Thì thứ nhất là về việc mà ngân hàng họ rút vốn thì chúng tôi cũng có đàm phán với ngân hàng khác. Thì trong đợt đấy vay được cái nguồn vốn mới ở ngân hàng quân đội. Thì là giải quyết được cái vấn đề, vừa giải quyết được vấn đề công nợ với nhà cung cấp và vấn đề là các ngân hàng khác người ta rút không cho vay. Thứ hai là ở bên trong nội bộ thì thời gian đấy chúng tôi xác định là thực sự là nó là một cái vấn đề rất là lớn. Mình không thể là có những cái truyền thông nó không chính xác và có điều gì đó không minh bạch với nhân viên. Cho nên là chúng tôi có họp anh em nội bộ và cũng nói rất rõ về những cái khó khăn hiện tại mà công ty đang đối mặt. Thực sự là có khó khăn chứ không phải là không có. Đấy, bởi vì là mình có nhiều tháng chậm lương, mình phải trao đổi với anh em để mọi người hiểu rõ và cũng nói rõ mọi người là đây chỉ là những cái khó khăn trước mắt. Đấy, và công ty đã có những kế hoạch và định hướng để có những cái sẽ thay đổi trong thời gian tới. Đấy, và nếu mà những ai có cái sự tâm huyết, tin tưởng ở công ty thì chúng ta sẽ tiếp tục cộng tác với nhau, chia sẻ những cái khó khăn với công ty để cùng nhau là phát triển những cái thị trường mới, những sản phẩm mới. Còn những ai cảm thấy rằng là không tin tưởng thì thôi là cũng chia tay, vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi có mấy cái biện pháp để có những cái sự thay đổi khắc phục cơ bản như này. Một mặt là chúng tôi phát triển mạnh cái sản phẩm máy scan này. Thứ hai là trong quá trình phát triển cái dòng máy scan thì chúng tôi nhận thấy rằng là khách hàng có nhu cầu về cái dịch vụ số hóa tài liệu, tức là scan hồ sơ tài liệu, hợp đồng, văn bản, hồ sơ hành chính, rồi thì nhập cái dữ liệu về những cái hồ sơ đấy lên phần mềm để mà quản lý khai thác tìm kiếm. Thì chúng tôi bắt đầu là đi dần vào cái thị trường gọi là số hóa tài liệu. Thì chúng tôi bắt đầu là từ năm 2012 thì chúng tôi cũng đã bắt đầu có những cái dự án về số hóa tài liệu. Nhưng làm về cái dịch vụ số hóa thì khách hàng lại có nhu cầu về phần mềm để quản lý hồ sơ tài liệu điện tử. Thì chúng tôi bắt đầu là bắt tay dần vào cái việc là nghiên cứu phát triển phần mềm để mà cung cấp một cái giải pháp tổng thể cho khách hàng, là từ có doanh thu, tức là dần dần thị trường nó mở rộng ra, tại vì thị trường máy scan nó rất là hẹp. Đấy, một năm toàn dung lượng toàn thị trường nó chỉ có khoảng đôi 300 tỷ mà mình cũng chỉ chiếm được một phần thôi. Đấy, thì bắt đầu thị trường nó mở rộng ra. Đấy, thì mình dần dần là ít phụ thuộc vào cái mảng về kinh doanh là máy văn phòng nữa. Thực ra thì khi mà bắt tay vào nghiên cứu phát triển phần mềm thì nó cũng không thành công ngay được, mà nó mở ra một hướng mới. Nhưng mà chúng tôi phát triển khoảng 2 năm thì và đi demo rất nhiều cho khách hàng thì không có ai mua.
đầu tư khá là nhiều tiền hàng năm vào với công tác nghiên cứu phát triển nhưng mà không bán được một sản phẩm nào. Đấy, mất hơn 2 năm là không bán được một sản phẩm nào. Đấy, rất là khó khăn. Thì sau đó thì chúng tôi cũng có nhìn nhận đánh giá lại cái hoạt động kinh doanh của mình về cái mảng về phần mềm và giải pháp. Thì thấy rằng là các cái sản phẩm nghiên cứu của mình thì chưa quá. Đấy, nhìn giao diện nó vẫn còn xấu, chức năng nó không tiện dụng, tốc độ nó chậm, cho nên mình không bán được. Đấy, rồi thì cái thương hiệu của mình là hoàn toàn là con số 0, không ai biết đến cái thương hiệu của mình cả. Đấy, thì chúng tôi bắt đầu là điều chỉnh cái chiến lược đối với cái hoạt động về bán phần mềm. Đấy, thì bằng cách là thứ nhất là về mặt xây dựng hình ảnh thương hiệu thì chúng tôi là một mặt là cũng thiết kế cái bộ nhận diện thương hiệu đồng bộ của FSI và công bố ra thị trường vào năm 2012, và chúng tôi làm cái mảng về số hóa phần mềm đang trên đà rất là thuận lợi. Đấy, vào năm 2015-2016 thì chúng tôi thấy là thị trường nó đang rất thuận lợi, thì chúng tôi bắt đầu là có cái đầu tư rất là mạnh vào một số khách hàng chiến lược. Đấy, tức là mình bỏ tiền ra, mình đầu tư, mình làm marketing, mình để mà mình thúc đẩy thị trường, bỏ ra một lượng tiền rất là lớn, gần chục tỷ đồng. Đó. Thì để mà kỳ vọng là một cái kết quả kinh doanh rực rỡ vào năm 2016. Đấy, tuy nhiên là có rất nhiều biến động và không tính toán được trước. Cho nên là sau đó thì là các cái khách hàng chiến lược đó thì chúng tôi đã không có thành công. Đấy, không có thành công, cho nên là sau cái lần đầu tư rất lớn đấy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tài chính của công ty. Và là tôi với anh Bảo, chủ tịch hội đồng quản trị, là bàn với nhau và mở chi nhánh. Đó, thì chúng tôi đã thành lập chi nhánh vào cuối năm 2015. Đấy, mở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu là mở rộng thị trường phía Nam. Đấy. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng mạnh dạn là mở rộng thị trường ra tất cả các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Không chỉ ở Hà Nội mà là mở rộng cả các tỉnh ở phía Bắc nữa. Thì ở Hà Nội thì cạnh tranh rất là lớn, nhưng mà khi mà đi các tỉnh thì là cái sự cạnh tranh nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, cho nên là bắt đầu có những cái dự án, những cái doanh thu ở các cái tỉnh bên ngoài. Đấy, và cũng có dần doanh thu của thị trường Việt Nam. Đấy, thì nó cũng gánh bớt một phần nào những cái khó khăn. Tôi thấy là FSI đang khẳng định được mình trên thương trường. Vậy thì còn anh, là cương vị của một giám đốc, thì anh cảm thấy giai đoạn nào mà anh thấy khó khăn nhất? Giai đoạn mà tôi cảm thấy khó khăn nhất thì cách đây khoảng hơn một năm, khoảng thời gian đầu năm 2017. Thì khi đó thì tôi mới là nhận trách nhiệm là gần như là điều hành toàn bộ cái hệ thống FSI. Lúc đấy là cũng đã khá là lớn, cả nhân sự chính thức và nhân sự thời vụ thì cũng hơn 300 nhân sự. Thì lúc đó thì mình vẫn còn quen với cái thao tác tác phong là doanh nghiệp nhỏ, cho nên là xử lý công việc nó hơi mang tính chất là nó chi tiết tỉ mỉ, cụ thể quá, sâu về kỹ thuật nhiều quá. Đấy, cho nên là nó thiếu đi cái tính tổng thể. Đấy, và cái vì mình là người xuất thân từ kỹ thuật, cho nên là cái kỹ năng của mình về mặt con người, đấy, cái sự cởi mở, rồi thì cái sự nhanh nhẹn, quyết đoán, đấy, nó có cái sự hạn chế. Đấy, và đứng trước cái yêu cầu của công ty là công ty đang đi rất là nhanh, đấy, nhân sự rất là đông, thậm chí có nhiều người rất là giỏi. Đó, và tổ chức thì có nhiều cái dự án lớn, phức tạp. Đấy, thì là cái cách kiểm soát cũ của mình là nó không còn phù hợp. Đấy, thành ra là xử lý công việc thì nó không thuận. Đấy, và nó gặp nhiều vướng mắc. Đấy, thì công việc nó không có trôi. Đấy, thì mình bắt đầu cảm thấy là nó bắt đầu stress dần. Sau đó thì gần như là mình buông dần cái việc mà quản lý giám sát công ty. Làm như thế nào để anh có thể trải qua cái giai đoạn đầy khó khăn như vậy? Giai đoạn này cũng thực sự là một giai đoạn khó và nó mang tính chất bước ngoặt đối với tôi. Thì tôi cũng có một cái may mắn là cũng
tham gia một số hiệp hội. Rồi thì anh em bạn bè cũng khá là nhiều rộng và cũng có rất nhiều anh là lớn tuổi, chúng tôi hay gọi là cố vấn. Thì cũng khi mà tôi gặp những cái khó khăn đấy thì tôi cũng may mắn là gần được những anh em bạn bè là những người mà giỏi và có cái năng lượng cao. Rồi thì nhất là anh em ở trong công ty, như là anh Bảo chủ tịch hội đồng quản trị cũng là người rất là hiểu tôi và cũng chia sẻ với tôi rất là nhiều về những cái cách thức làm thế nào để mà vượt qua những cái lúc khó khăn, những cái lúc bị stress. Rồi thì tôi là cũng may mắn là cũng có những cái thói quen tốt là cũng hay đọc sách và học hỏi từ những cái người giỏi hơn mình và có cái sự kiên trì. Kiên trì thì mình bắt đầu là mình thấy là thứ nhất là mình không bỏ cuộc. Đầu tiên là mình không bỏ cuộc, mình cứ khắc phục dần, mình cứ điều chỉnh dần, mình cứ thay đổi dần từng tí một. Lúc đấy tôi nghĩ rằng là bây giờ mình ở đây mình cũng đang stress, cũng không làm được cái gì mà nó hiệu quả. Thì thôi thì bây giờ mình nam tiến. Mình vào trong đấy thì là một là công việc đang cần, và thứ hai là nó thay đổi không khí. Đấy, biết đâu là mình sẽ thay đổi được trạng thái. Thì bắt đầu tôi quyết định là vào Nam là giúp cho mình có những cái sự thay đổi tích cực. Đấy, và từ đó thì bắt đầu mình về cơ bản là không còn bị stress nữa. Đó là chúng ta đang bàn về câu chuyện công việc anh thay đổi môi trường để tiến tới cái sự thành công hơn trong cái công việc quản lý điều hành cũng như là sự phát triển của FSI. Nhưng nói về câu chuyện gia đình thì ạ, chị ý cũng ủng hộ cái công việc anh nam tiến này hay không? Đặc biệt là chúng tôi kỳ vọng là chi nhánh Hồ Chí Minh sau này sẽ có cái phần doanh thu là ngang bằng với Hà Nội, thậm chí là nhiều hơn. Tức là chiến lược là rất lâu dài. Và khi tôi tiếp xúc với các lãnh đạo trong đó thì họ rất là e dè nếu mà mình là giới thiệu là mình vào đó công tác và mình không phải ở trong đó. Thế cho nên là tôi cũng xác định rằng là có lẽ là mình sẽ phải ở đây lâu dài, chứ không thể là chỉ vào một thời gian ngắn xong rồi đi ra. Hoặc là mình vào một thời gian xong lại cử một anh khác vào. Đấy, thì là nó sẽ không có sự ổn định của lãnh đạo. Thì là nhân viên hay là khách hàng người ta sẽ không thể yên tâm tin tưởng với công ty được. Đấy, cho nên là tôi cũng xác định là chắc là sẽ phải ở đấy lâu. Đấy. Thì vợ tôi đầu tiên thấy tôi đi vào vài tháng, sau rồi lại không thấy về, sau lại đến Tết thì lại tiếp tục vào tiếp, đòi ly dị. Bảo là nếu mà anh không về thì thôi, một là về, hai là chia tay. Thì nói chung là nó rất căng thẳng và cũng có nhiều đêm là nhắn tin với nhau cả đêm, nói chuyện cả đêm, không ngủ được bởi vì là không thống nhất được. Thì và vợ thì rất là buồn, mình cũng hiểu là vợ rất là buồn bởi vì là có những thời gian tôi đi cả tháng tôi mới về. Thì và mình đi vào đấy thì mình cũng ở đầu tiên là ở một mình thì mình cũng thấy là buồn. Có những lúc mà ngoài công việc ra thì mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì mình cũng rất là hiểu tâm lý của vợ. Thì mình cũng và vợ tôi cũng còn chia sẻ với cả gia đình. Tại vì là nói tôi không được, tôi thì đã quyết việc gì thì là cũng gần như là cũng không trao đổi với ai và cứ thế làm thôi. Đấy, thì không thuyết phục được tôi thì có nói với cả bố mẹ tôi nữa. Đấy, là yêu cầu tức là lấy gia đình để mà sức ép tác động. Đấy, cho nên là nó khá là căng. Đấy, thì bắt đầu là tôi cũng phải có những cái cuộc trao đổi rất là thẳng thắn với vợ. Đấy, sẽ nói rõ là cái tại sao mình phải vào trong Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao không phải là thay nhau mà lại chỉ là một mình. Để vợ hiểu rõ cái đặc thù công việc của mình, đặc biệt mình là doanh nhân thì cái việc mà đi công tác là việc không tránh khỏi. Đấy. Cam kết là hoàn thành những cái nghĩa vụ của người chồng, người cha. Thì là có thể thấy là cách giải quyết của anh, cam kết của anh đối với gia đình, với vợ của mình để tạo sự niềm tin. Vậy thì khi chuyển sang một môi trường mới, vậy những cam kết của anh cũng như là những cái hành động của anh như thế nào để được sự tin tưởng của đồng nghiệp, của khách hàng, của các đối tác nữa? Được cái văn hóa của mình trong đấy, tức là người ta có cái sự thẳng thắn đấy, người ta có cái sự phóng khoáng đấy, và người ta rất là trọng cái chữ tín và sự chuyên nghiệp đấy, thì tôi cũng đã có cái sự điều chỉnh ở trong cái tác phong của bản thân mình đấy, cũng như là trong những cái cam kết và những cái chính sách của công ty đối với thị trường đấy, thì thứ nhất là nội bộ thì tôi tăng cường các cái hoạt động về giao lưu về văn hóa, về thể thao, về team building với anh em ở trong chi nhánh để mà mình hiểu mọi người và mọi người hiểu mình và mọi người hiểu lẫn nhau.
để xây dựng cái niềm tin ở trong nội bộ. Đấy, và tôi cũng tổ chức rất là nhiều cái khóa đào tạo nội bộ ở bên trong, cũng như thuê giảng viên chuyên nghiệp để đào tạo cho mọi người. Đấy, thì qua đó thì mọi người bắt đầu hiểu nhau và bắt đầu có cái sự gắn kết. Đấy, thứ hai là về mặt thị trường thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều các cái hoạt động cộng đồng. Đấy, tổ chức nhiều cái sự kiện về công nghệ thông tin để mà quảng bá hình ảnh của mình, cũng như đóng góp cho cái hoạt động cộng đồng công nghệ thông tin ở trong thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng được cái uy tín với các cái đối tác. Thì chúng tôi cũng ký hợp tác chiến lược với một loạt các cái tập đoàn lớn ở trong khu vực phía Nam, như là VNPT, như là công nghệ phần mềm Quang Trung, như là CMC, để mà cùng nhau hợp tác để mà phát triển thị trường. Với cương vị là một doanh nhân, giá trị bạn tạo ra cho doanh nghiệp, cho cộng đồng chính là thành công mà bạn có. Và thước đo cho sự thành công đấy chính là sự tin tưởng, không chỉ được tạo dựng từ chính gia đình mà còn từ những người đồng nghiệp, từ nhân viên, lan tỏa đến khách hàng. Đối với CEO Nguyễn Hùng Sơn cũng vậy, thành công và sự tin tưởng là hai giá trị lớn lao nhất mà anh có được lúc bấy giờ. Đối với tôi thì là anh Sơn là vừa là một người anh, một người bạn, mà cũng là một đối tác tin cậy. Thì anh là một người lãnh đạo có tài, có tâm và nó được làm được. Sơn thì trong công việc ấy là một người như tôi nói rất là kiên trì và là mẫu mô típ của thầy giáo. Thế nên anh rất là sẵn sàng hướng dẫn các cấp nhân sự phía dưới của mình một cách rất là tỉ mỉ, cẩn thận, hướng dẫn và tận tình đào tạo, huấn luyện tất cả các anh chị em lãnh đạo cấp trung, cấp quản lý. Và trong công việc, trong đối tác thì là người rất là uy tín và anh cũng giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tối đa các cái cam kết của mình đối với đối tác, khách hàng. Sơn có những cái đức tính, thứ nhất là về tư duy và logic rất là tốt, kiến thức nền tảng tốt và định hướng về con đường phát triển và công nghệ cũng rất là tốt về cho định hướng phát triển của công ty. Ngoài ra thì trong các công việc thì Hùng Sơn là một con người là rất là cẩn thận và chi tiết, đặc biệt là có tính kế hoạch rất là cao. Thì cái điều này là giúp cho bản thân là công ty và đồng thời mình là cộng sự thì mình cũng rất là yên tâm trong cái việc phát triển các cái lĩnh vực của công ty. Tất cả các tình huống dù khó khăn, dù là nước sôi lửa bỏng hay là rất là căng thẳng, nhưng mà anh luôn luôn giữ được cái trạng thái rất là bình tĩnh để nhìn thấu đáo tất cả các cái vấn đề và để rút ra, để xem xét và biết được là cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau, và luôn luôn là giữ cho anh cũng như là cho tất cả các cái đồng nghiệp khác, những nhân viên khác trong công ty, những nhà lãnh đạo khác trong công ty cũng sẽ có được cái sự bình tĩnh để có thể là tìm ra những cái phương án để giải quyết trong những lúc khó khăn đó. Mình cảm nhận được anh Sơn ở một cái điểm, đó là anh không bao giờ trốn bước trước khó khăn, và gần như là bọn mình gặp anh Sơn hàng ngày nhưng có thể là bọn mình rất là khó để cảm nhận được ở anh những cái mà anh tỏ ra là đang khó khăn, và cảm giác như là anh lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu với cả các thử thách. Niềm tin là bàn đạp vững chắc để anh cống hiến cũng như là đóng góp vào sự thành công của FSI. Vậy thì những kế hoạch trong tương lai của anh sẽ như thế nào với FSI? Trong tương lai thì chúng tôi đã định vị cho FSI từ lâu rồi là FSI sẽ trở thành đơn vị nằm trong top 10 khu vực Đông Nam Á về giải pháp số hóa. Thì và với định vị trong thời gian trung hạn trước mắt thì chúng tôi định vị là FSI trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho thị trường Việt Nam. Anh ngày hôm nay tham dự chương trình diễn đàn CEO thì anh muốn chia sẻ một cái thông điệp như thế nào với quý vị khán giả? Là doanh nghiệp công nghệ thì phải đầu tư nhiều vào công tác nghiên cứu phát triển để mình có những sản phẩm mà khác biệt đấy, và mang cái giá trị cao cho thị trường khách hàng. Đấy. Thứ hai là chúng ta cần phải có một cái hệ thống quản trị một cách khoa học và hiện đại. Đấy. Nhưng bây giờ người ta đang hướng đến doanh nghiệp số, tức là cái hệ thống quản trị dựa trên công nghệ thông tin để cho nó có thể là tự động một cách tối đa nhất và phản ứng nhanh nhất đối với yêu cầu khách hàng. Yếu tố thứ ba là cần phải xây dựng cái môi trường văn hóa thực sự là mọi người
được thỏa mãn cái tôi của mình ở trong đấy. Đấy, bởi vì là kinh doanh cuối cùng thì sẽ là con người. Nếu mà có những cái con người mà gắn kết, đấy, mà có tâm huyết và có năng lực cùng nhau làm việc để hướng về một mục tiêu chung, thì một ngày nào đó thì mục tiêu chung đó sẽ được hoàn thiện. Xin được cảm ơn anh với những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Chúc anh và FRI đã thành công thì sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.